Nam mô Thammaya, Nam mô Sanghaya, Nam mô Ta sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa, Nam mô Ta sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa, Nam mô Ta sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Chúng sanh tất cả bốn hàng à, như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lỡ mọc đặng nhờ ánh sáng à, trổ hoa lành đại tạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường à, chiêu khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi viết lòng mơ đạo dạy đời a à, nhắm vương lộc gia ngài dời chân sang thuyết pháp đổ các hàng đệ tử có năm thầy thính ư pháp từ đó là nhôm kiều trận như a à, được nếm hương vị hưu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp ba bốn mươi lăm hạ giáp ven toàn một lòng chăng thối không mòn à, những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân khổ cập đã mưa lành rơi khắp thế gian à, bởi nhân cơ tính rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi chúng sanh ngồi khắp chúng đi à, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức pháp tính từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con tiếp tục học bài học ngày hôm nay. Dạ kỳ rồi thì sư đã nói học xong phần tạp loại yếu hiệp. Dạ bây giờ thì con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh sư và Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ con kính nhân mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tâm Ma Giá, Nam mô Sanh Kha Giá. Con xin thành kính lãnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu lạc rõ. Con xin thành lãnh lễ đến thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức tịnh đàn. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thính nữ. Kính thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta bắt đầu bước qua cái phần đẳng giác yếu hiệp. Trong cái phần đẳng giác yếu hiệp này là giống như là 37 phẩm trợ đạo đó, được khởi đầu bằng tứ niệm xứ, rồi đến tứ chánh cần, tứ như y túc, ngũ quyền, ngũ lực, thất giác chi, bát thánh đạo. Vậy thì cái đẳng giác yếu hiệp này là cái phần mà tập hợp những cái pháp môn mà thuộc về thiện pháp, và những cái pháp môn này sẽ có cái khả năng để trợ lực cho chúng ta tu tập được tiến hóa đến cái sự giải thoát, hay là những cái pháp môn mà trở thành cái yếu tố đưa đến giác ngộ. Vậy thì cái phần này đó, chúng ta có 7 phần ở trong cái chương này. Chúng ta có 7 phần đẳng giác yếu hiệp, đẳng giác yếu hiệp chúng ta có 7 phần. Vậy thì đẳng giác yếu hiệp đó, thôi cái này khỏi Bali, này mình khỏi cần Bali, không sao. Có 7 phần chúng ta là thật sự ra đó quý vị, hồi nhớ hồi xưa mà chúng tôi chưa có đi tu đó, chúng tôi tham dự một cái pháp hội. Quý vị biết rằng lúc đó cái vị ngồi ở trên cái bục giảng đó, hỏi tăng ni đó, ai mà kể ra được 37 phẩm trợ đạo là coi như là có được một cái phần quà rất là lớn. Một cái phần quà rất là lớn quý vị, chỉ kể cái tựa thôi, kể cái tựa đề thôi mà quý vị biết rằng là nguyên một cái trường luôn đó, trường là trong đó đó
tăng ni có đầy đủ rồi, có cư sĩ lão thành đầy đủ hết, mà không ai kể được, quý vị, không ai kể được hết. Thành ra lúc đó chúng tôi cũng nghe đến là 37 phẩm trời đạo, chúng tôi nghe cũng như là mình thấy rằng 37 phẩm sao mà mình nhớ được hết, quý vị. Rồi sau này đó mình học thì mình thấy nó thật sự ra đó, phân tích mà chia sẻ ra đó, thì chúng ta khó nhớ, quý vị. Nhưng mà nếu mà nói mà kể tên ra đó, thì chúng tôi nghĩ rằng nó rất là dễ. Quý vị cứ nhớ là 37 phẩm trợ đạo nè, được khởi đầu bằng tứ niệm xứ. Kế tiếp là mình có tứ niệm xứ rồi, mình phải có gì, quý vị? Mình phải có tứ chánh cận. Mình học được cái đề mục đó rồi, mình phải siêng năng. Mình là siêng năng là tứ chánh cận. Tứ chánh cận rồi mình tu tập tứ chánh cần á, thì nó sẽ có cái sự mong muốn là dục như ý túc hoặc là tứ như ý túc. Khi mà mình có tứ như ý túc rồi đó, thì lúc đó đó nó sẽ có ngũ quyền rồi, nó sẽ có ngũ lực là cái sức mạnh nó, rồi nó dẫn đến thất giác chi rồi bát chánh đạo, cuối cùng thấy được tứ đế, chứng ngộ đạo quả niết bàn. Thì chúng tôi cũng mong rằng sau này quý vị có nghèo có giàu gì đó, thì khi mà đụng đến 37 phẩm trợ đạo, quý vị cũng kể cái khe cái tên ra vậy. Chúng tôi bảo đảm những người nào mà thuộc 37 phẩm trợ đạo, ở trong đó gồm có 7 phần được mở đầu bằng tứ niệm xứ, kết thúc bằng bát thanh đạo, chúng tôi bảo đảm quý vị nào mà thuộc được cái tựa đề này thôi, là mai mốt mà quý vị mà có dự vào ở trong những cái buổi lễ đầu đà đó, là chắc chắn quý vị sẽ nhận được quà từ các vị giảng sư hoặc là từ các vị làm chương trình đó. Bây giờ bài học ngày hôm nay của chúng ta đó là cái phần tứ niệm xứ. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái lớp học này, cái lớp học Pháp Cú Kinh ấy, giống như là nơi mà quen thuộc. Thành ra đó chúng tôi sẽ lấy cái bài tứ niệm xứ này, và chúng tôi xa thú Phật tử em mình, chúng tôi sẽ lấy cái bài tứ niệm xứ này để chúng tôi giảng từ từ, chậm chậm cho quý vị nghe. Có thể là cái bài kinh tứ niệm xứ này chắc chúng tôi giảng, nếu mà có nhanh lắm là cũng hết mùa hạ này. Chắc chúng tôi nghĩ rằng thôi, mình sẽ học từ từ đi quý vị, mình sẽ học từ từ. Chứ bây giờ hỏi quý vị mà chúng ta học tứ niệm xứ á, mà thí dụ như giờ chúng ta kể ra niệm thân, ở trong niệm thân này có niệm hơi thở, niệm quay nghi, niệm tiểu quay nghi, rồi thân bất tịnh, rồi thân tứ đại, quán thọ là quán cái gì, lấy thọ quẩn làm đề tài, quán tâm lấy tâm quẩn làm đề tài, vân vân. Thì chắc có lẽ chúng tôi nghĩ nó sẽ khô khan, mà chúng ta cũng rất là khó hành. Thành ra chúng tôi sẽ chọn cái bài cái tứ niệm xứ, chúng tôi sẽ giảng từ từ cho quý vị nghe một lần một chút như vậy. Từ cái cơ tánh, tại sao mà người này phải niệm thân, tại sao người kia phải niệm thọ, vân vân. Chúng tôi sẽ giảng từ từ cho quý vị nghe. Vậy thì bây giờ để bắt đầu vào cái phần thuyết giảng bài học, chúng tôi xin được thành tâm làm lễ tam bảo một cách tóm tắt. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhimma demi sokkhato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatipanno bhagavato savakkhaso sanghammi lokassana thang varamuttama hang buddhan cha dhamman cha bannamami sanghang. Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Phần phước phát sanh do tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt, xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Buddhaya. Dạ. Rồi, bây giờ thì ở trong cái
Ở trong cái bài học của chúng ta ngày hôm nay là tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ thì chúng ta biết rằng là ở trong cái phần tứ niệm xứ là có niệm thân nè, niệm thọ nè, niệm tâm nè, niệm pháp. Kayanupassana là niệm thân, Vedana Nupassana là niệm thọ, rồi niệm tâm là Chitta Nupassana, niệm pháp. Ở trong cái phần niệm thân không đó, thì có cái đối tượng là cái gì? Cái đối tượng là chúng ta niệm về nghi hoặc là thân bất tịnh, hoặc là phân biệt về tứ đại. Chúng ta phân biệt về tứ đại, đó là ở trong cái phần niệm thân không đó. Nhưng mà ở đây đó, là chúng ta trước tiên chúng ta vào ở trong cái pháp môn này đó để mà chúng ta tu tập đó. Bây giờ đó, thì quý vị thí dụ như là tất cả chúng ta bây giờ mình muốn mình ở trong cái bài kinh tứ niệm xứ hoặc là bốn niệm pháp, bây giờ mình chọn cái đề mục nào mình niệm quý vị, mình chọn cái án xứ nào để mà chúng ta tu tập. Vậy thì ở trong chú giải đó mới nói đó, ở trong chú giải dạy chúng ta rất là kỹ đối với thân thọ tâm pháp này. Thì chúng ta phải biết rằng là mình phải biết cái cơ tánh của mình, cái cơ tánh của chúng ta. Ở trong chú giải nói rằng là đối với cái người mà học chậm mà thuộc cái tánh tham, thì phải quán thân, phải niệm thân. Đó, chúng ta có thể quý vị nào mà viết chữ được nhanh đó, thì quý vị ráng quý vị viết giùm chúng tôi viết giùm chúng tôi cái này, tại vì cái này nó rất là hay quý vị. Những người nào mà học chậm mà thuộc về tánh tham, quý vị ghi, những người nào mà học chậm thuộc về tánh tham thì tu tập với cái đề mục là quán thân, quán thân nha quý vị. Đó, quý vị thấy rằng làm quý vị chúng ta biết như thế nào học chậm không? Mình học chậm lắm. Bây giờ nói ra những cái đề tài năm truyền cái, năm cái truyền cái, những cái pháp hôn trầm đồ này kia đó, thì cái cơ tánh của mình phải dạy từ từ, phải học từ từ. Thành ra cái người đó gọi là học chậm, cái người nào mà cái cơ tánh của mình á, mình học chậm và cái tánh tham học thì chậm đó, thì mình sẽ học cái đề mục là thân tánh tham này, quý vị biết rồi phải không? Tánh tham là coi như là đó, ngồi nghe pháp một chút mong cho hết giờ leo lên giường nằm ngủ, nằm nghỉ khỏe hơn đó, hoặc là cái tánh tham, cái tánh của cái mình đó là coi như là ai mà rủ mình cái gì mình cũng thích đó. Hoặc là cái gì mà nó chỉ cần nhá lên cái thôi, cái gì mà nó nhá lên cái là mình cũng cảm thấy mình thích hết đó. Từ cái âm thanh hoặc là từ cái hình dáng, cái bất cứ một cái điều nào á, mình cũng thích về cái điều đó. Quý vị còn nghe không? Còn nghe âm thanh của chúng tôi không? Alo. Dạ, rồi, đó. Thành ra ở đây chúng tôi đang nói về cái người mà chúng ta học chậm, chúng ta học thì chậm mà cái tánh thì tham. Thành ra đó chúng ta phải tu tập về cái đề mục quán thân quý vị. Cái điều này là chúng tôi nói thật sự ra đó là chúng ta đừng có mắc cỡ. Chúng ta biết cái thuộc tánh của mình rồi, cái tính tình của mình nó nặng về tham,
hay là cái tánh tình của mình nó nặng về tà kiến. Mình tu tập cái bài kinh tứ niệm xứ này đó, mình tu tập cái pháp niệm xứ này đó để chi vị? Để cho chúng ta đoạn tận tham, hoặc là chúng ta đoạn tà kiến, đoạn tận được ngã mạn. Thành ra đó, khi mà quý vị tu tập đó, là chúng ta đối với những cái phương pháp mà tu thiền quán, thì chúng ta không nên mà mình mắc cỡ, chúng ta không có nên mắc cỡ. Thí dụ như đối với chúng tôi đó, thì chúng tôi cũng thú thiệt với quý vị đó, là chúng tôi cũng thuộc về học chậm, mà cũng thuộc về tánh tham nữa. Đó, thành ra khi mà tu về cái đề mục hơi thở hoặc là tu về cái đề mục niệm thể trược thì chúng tôi cảm thấy hình như là mình rất là thích hợp, mình cảm thấy mình rất là thích hợp. Quý vị, có nhiều khi có những người ta nói rằng là mình thấy cái thể trược mình thấy hàng ngày quá là lâu ngày nó chai, nó thường, chứ thật sự ra không có. Quý vị, khi mà chúng ta ngồi mà chúng ta quán thật sự ra đó, chúng ta ngồi chúng ta quán chúng ta sẽ dễ khở lên cái tâm mà mình nhàm chán, rất là dễ khở lên đó. Vậy thì trước tiên là chúng ta thấy rằng là cái người mà học chậm thuộc về tánh tham thì phải tu tập về cái đề mục gì, về cái đề mục là niệm thân, là chúng ta tu tập về cái đề mục niệm thân. Rồi với cái người mà học nhanh, với cái người học nhanh mà thuộc về tánh tham, cũng là tánh tham luôn. Nhưng mà đối với cái người mà học nhanh thì tu tập về cái đề mục là niệm thọ, tu tập về cái đề mục niệm thọ. Đó, nó tại sao vậy quý vị? Cái người này là cái người nó nhanh hơn tí xíu, cảm thọ này nó sanh lên là mình ghi nhận liền. Cảm thọ này mình cũng thuộc về cái tánh tham, nhưng mà cái cảm thọ này nó sanh lên là mình ghi nhận liền. Đó, thành ra cái người mà học nhanh mà thuộc về tánh tham, hoặc là tánh tham học nhanh, thì chúng ta tu tập về cái đề mục niệm thọ, nó thích hợp, nó thích hợp. Đó, rồi đối với cái người mà học chậm mà thuộc tánh tà kiến, nó học chậm mà thuộc về tánh tà kiến, thì chúng ta phải tu tập về niệm tâm. Niệm tâm, niệm tâm nha quý vị. Tại sao vậy? Tại vì mà mình đã bị vướng vào cái tà kiến này, mình nghĩ là cái gì nó cũng thường còn đồ này kia, mà mình học thì rất là chậm, mình học rất là chậm. Thành ra đó là mình tu tập cái đề mục mình niệm tâm á, nó dễ hơn, nó dễ hơn. Có nghĩa là tâm của chúng ta giờ tâm có tham không? Trong tâm của chúng ta bây giờ có tham không? Tâm của mình có tham không? Có. Tâm mình bây giờ không có tham, mình đang là tu tập về cái đề mục mình quán tâm. Đó, thì chúng ta dễ nhận ra được, chúng ta dễ nhận ra được. Thành ra các vị mà cổ chú giải, các vị mới nói rằng là cái người học chậm mà thuộc về cái tánh tà kiến, tánh tà kiến là mình thấy tà kiến là nó tìm ẩn ở trong tâm của chúng ta nha quý vị. Quý vị đừng có tưởng là chúng ta giờ chúng ta không còn bị tà kiến nha. Cái điều đó là sai lầm chết. Cái điều đó là rất là sai lầm. Tại sao vậy quý vị? Tại vì cái tà kiến này bây giờ chúng ta nghĩ rằng, thí dụ như giờ mình nhìn cái ngôi nhà mình, hoặc là mình nhìn lại cái bản thân của mình thôi, mình thấy là coi như là mình cũng bị vướng tà kiến về thân này. Nói vậy chứ tôi mập mập vậy chứ, mập này mập kiểu này mập đẹp nha, chứ không phải là mập xấu đâu đó. Đó là mình cũng bị ái chấp về cái thân này, cái tà kiến về cái thân này đó. Hoặc là giờ tôi ốm ốm vậy chứ, ốm này là cũng thuộc về là cái mình dây đồ này kia đó. Thành ra là coi như là cái tà kiến là coi như là nó tiềm ẩn. Chỉ cần mà chúng ta lơ đễnh tí xíu thôi, chúng ta lơ đễnh tí xíu thôi là chúng ta sẽ bị tà kiến nó sanh lên. Đó, người học chậm thuộc về tánh tà kiến thì phải tu tập về đề mục niệm tâm. Đó, rồi cái người mà học nhanh mà thuộc về tánh tà kiến, học nhanh thì chúng ta thuộc học cái người mà học nhanh cũng như là mình học mình nhạy nhạy tí xíu, nhưng mà mình cũng thuộc về cái người mà tà kiến, thuộc về cái tánh tà kiến.
thấy cái gì mà người ta là coi như là thường còn, hoặc là nghe mà người ta ca nhạc mà trở về cát bụi, là ở đây là mình cũng khoái, mình cũng thấy chắc đúng rồi, mốt mình chết cũng về trở về cát bụi rồi này kia đó. Đó, thành ra đó, cái người mà học nhanh mà thuộc về tánh tà kiến thì cái người đó là phải niệm pháp, phải tu tập về đề mục niệm pháp. À, niệm pháp đó thì chúng tôi phân ra đầu tiên á, là chúng tôi phân ra dùm quý vị như vậy để chi, để tự chúng ta, tự chúng ta sẽ kiểm lại ở trong tâm của mình, mình có bị lọt, mình có thiên về tà kiến không đó, mình có thiên về tà kiến không, mình đó, lúc mà mình học á, thì mình nghe giảng về vô thường, khổ, vô ngã, nhưng mà khi mà thả ra rồi á, mình nghĩ thôi cái này chắc nó cũng lâu, nó cũng bền, nó cũng vững lắm đồ này kia đó, thành ra cái lúc đó chúng ta bị tà kiến nó khởi lên quý vị đó, thành ra đó rồi có khi á, mình nghe pháp á, mình rất là nhạy, mình nghe cái mình hiểu, hoặc là có những người nghe cái á, nghe nhiều lần như vậy người ta mới nhớ, thành ra đó là mình biết mình thuộc về cái tánh nào, thì mai mốt đây mình sẽ lựa cái đề mục nào đó nó thích hợp với cái cơ tánh của mình. Mình tu như vậy đó thì nó mới có mau có kết quý vị. Còn bây giờ đó, nếu mà chúng ta thì đối với bốn cái đề mục này, thân thọ tâm pháp, thì cái đường nào, cái đề mục nào cũng dẫn mình đến niết bàn hết, cái đề mục nào cũng dẫn chúng ta đến cái sự giải thoát hết. Nhưng mà ở đây á, là chúng ta thấy rằng là mình phải có biết được là cái tánh của mình như thế nào, đặng mình tu tập cái đề mục đó nó thích hợp với mình, thì mình mới khắng khích với cái đề mục để mà tu tập. Ví dụ như quý vị thấy á, cái người mà học chậm á, mà thuộc về cái tánh tham á, cái người đó người ta quán thân hoặc là người ta tu tập về thiền chỉ đó, người ta dễ có được cái ấn tướng quý vị. Đó, chúng tôi ở đây á, cái bài học này chúng tôi sẽ lặp đi lặp lại cho quý vị nghe, để mà chúng ta phân biệt được cái cơ tánh của mình và tại sao mình phải tu tập cái đề mục đó. Đối với cái người mà học chậm mà thuộc về tánh tham thì người ta hành thiền chỉ hoặc là người ta tu tập về quán thân thì coi như là cái người đó, người ta dễ thấy được, người ta dễ có được những cái ấn chứng của thiền, hoặc là cái nimitta đó, cái tướng đó. Thành ra đó, khi mà chúng ta có được những cái ấn chứng đó, hoặc là cái tâm của chúng ta đó mà có dán vô cái đề mục nó liên tục được, thì chúng ta mới ngồi, chúng ta mới phân biệt được danh pháp hoặc là sắc pháp. Nhưng mà chúng ta phải biết được cái cơ tánh của chúng ta. Hoặc là đối với cái người mà học nhanh mà thuộc về tánh tham đi, học nhanh về thuộc về cái tánh tham đi, thì quý vị thấy rằng á, khi mà người ta quán thọ để cái người đó không có thể mà quán về thân được, tại vì cái quán về thọ nó cái cảm giác nó sanh lên, nó sanh lên, người ta ghi nhận một cách liên tục liền. Cái người đó, tại vì cái tánh người ta là cái người đó là người ta học nhanh, thành ra người ta sẽ nắm bắt được cái đề mục đó một cách rõ. Còn bây giờ mà mình đưa cái đề mục mà nó thô hơn thì coi như là người ta giống như là mình thấy rằng nó dễ thấy quá, thành ra mình thấy thường, nó dễ thấy quá, thành ra chúng ta cảm thấy nó là thường đó. Còn cái người mà học chậm mà thuộc về cái tánh tà kiến đó, ví dụ như người ta đang tu tập về cái thiền minh sát này, hoặc là người ta đang tu tập về cái thiền tướng niệm xứ này, thì lúc đó người ta sẽ không cần, người ta không cần phân biệt nhiều. Cái người mà học chậm mà thuộc về tánh tà kiến, người ta tu tập lúc đó người ta không có cần phân biệt nhiều. Đó, quý vị thấy rằng thí dụ như tâm của chúng ta mà chúng ta thường thường chúng ta ưa bị vướng vào cái
cái đời sống, không biết là cái đời sống này sao, cái kiếp sống này nó còn có cái kiếp sống nữa không, hay là bây giờ nghe giảng vậy rồi không biết là nó có thiệt vậy đó. Thì mình lâu lâu mình bị những cái tà kiến đó nó khởi lên đó. Thành ra đó là bây giờ đó, mà thì mình cũng được nghe giảng nhiều lần rồi, mà giờ mà mình lâu lâu mình cũng còn cái tà kiến nó khởi lên, thành ra gọi là mình là cái người học chậm. Thì học chậm á, mà thuộc về cái tánh tà kiến, thì chúng ta niệm tâm nó không có rắc rối, niệm tâm nó không có rắc rối. Cái tâm của mình bây giờ, cái tâm của mình có sân không? Mình ghi nhận sân, có sân, mình ghi nhận có sân. Thành ra cái người mà học chậm mà thuộc về cái tánh tà kiến, người ta tu tập cái đề mục niệm tâm này nó dễ, nó rất là dễ đó. Thành ra đó, chúng ta biết được những cái điều này đó, thì chúng ta không nên chúng ta không nên là kêu ai phải tu theo mình quán thân, rồi kêu tu theo mình quán về cảm thọ. Mình phải hiểu được cái chỗ này, chúng ta phải hiểu được cái chỗ này. Còn đối với những người mà người ta mà học nhanh, mà người ta thuộc về cái tánh tà kiến đi, thì người ta sẽ tu tập với cái đề mục là người ta niệm pháp. Niệm pháp tại sao vậy quý vị? Người ta là cái người học nhanh mà nó bị vướng vô tà kiến đó, thì bây giờ người ta mới phân tích pháp đối với một tâm này nó sanh lên rồi, nó ở trong đó nó có những cái sở hữu, những cái sở hữu đó là những cái thuộc tánh, những cái thuộc tánh. Rồi khi mà mình phân tích ra, mình thấy rồi nó cũng là đất nước lửa gió, rồi nó do cái sự kết hợp lại, thành ra nó gọi là một cái tâm như vậy. Chứ thật sự ra nó thì nó cũng không có cái gì mà cốt lõi, nó không có gì trường tồn. Thì cái người mà coi như là học nhanh, có nghĩa là cái trí người ta, cái sự học nhanh của người ta đó, mà người ta vướng vào, người ta nặng vào cái tà kiến, thì người ta tu tập về cái đề mục là niệm pháp đó. Thành ra chúng tôi nhắc đi nhắc lại với quý vị, thật sự ra đối với bài kinh tứ niệm xứ, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, đề mục nào chúng ta tu tập cũng được, nhưng mà chúng ta sẽ lựa ra một cái đề mục nào mà thích hợp với cái cơ tánh của chúng ta. Và cái điều chúng ta cần lưu ý nữa là chúng ta không có mắc cỡ. Mình mà nặng về tham thì mình phải chấp nhận mình nặng về tham. Mình học chậm thì mình phải chấp nhận là mình học chậm. Mà mình nặng về tà kiến mà mình học nhanh thì mình biết là mình vướng vào tà kiến, nhưng mà mình có cái sự mà học nó nhanh, thì mình lựa cái đề mục mình tu tập cho nó thích hợp. Thì quý vị thấy rằng tại sao chúng ta phải tu tập như vậy? Thật ra đó, quý vị thấy rằng đối với cái thân này của mình, cái thân của tất cả chúng ta, cái thân của tất cả chúng ta đó, thì nó đầy đủ những cái vật mà bất tịnh ở trong đó, bất tịnh ở trong đó. Nhưng mà chúng ta quên, chúng ta không có suy nghĩ đến, chúng ta không có nghĩ đến là trong thân của chúng ta là từ cái ở dưới là từ cái móng chân trở lên là đến cái sợi tóc. Bây giờ đối với tóc hay là móng chân gì cũng vậy, nếu mà chúng ta mà đưa lên mũi mà chúng ta ngửi hoài, chúng ta đâu có chịu nổi, đâu có chịu nổi, vì tại vì cái tính chất của nó là bất tịnh, hoặc là cái thân của mình là nó thật sự ra nó bất tịnh mà nó xấu xí, nhưng mà mình cho nó là đẹp. Thành ra đó, các ngài trưởng lão, những cái bậc có trí đó, các ngài mới nói là mình bị ảo tưởng, mình bị ảo tưởng, mình cho thân này nó là đẹp đẽ, hoặc là nó được có cái sự mà tịnh. Thành ra đó, nó mới dẫn dắt mình lầm lạc, mình mới gìn giữ cái thân này. Từ cái sự gìn giữ đó, mình mới tạo ra những cái nghiệp thiện, những cái nghiệp bất thiện của thân. Thành ra đó, làm cho mình cứ luân hồi, hết đời sống này tới cái đời sống kia, là do mình bị cái sự lầm lạc đối với mình. Thành ra cái sự tu tập của chúng ta đó, là trước tiên là chúng ta dẫn dắt mình ra khỏi tham và tà kiến.
mình phải tu tập để mà dẫn dắt mình ra khỏi cái tà kiến đó. Đó quý vị thấy. Còn nếu mà nói về cái cảm thọ đó, cái cảm thọ đó thật sự ra đó, quý vị thấy rằng là trong kinh, trong cái bài kinh Tứ Niệm Xứ, thân này cũng là khổ, mà này thì cũng sao quý vị, thọ này cũng là vô thường, thọ này cũng là khổ, thọ này cũng là khổ. Nhưng mà một người thì chấp thân thì người ta nghĩ rằng cái thân này nó là cái điều mà tịnh lạc đó. Rồi một người thì người ta nghĩ cái cảm thọ nó là sướng, cái cảm thọ nó là vui. Nhưng mà thật sự ra cảm thọ này nó là khổ. Thành ra những người mà bị cái ảo tưởng cho rằng là những cái thọ này nó đem lại thú vui hay là lạc thú đó, thì những người mà có như vậy đó, chúng ta bị vướng về cái cảm thọ này, thành ra nó dẫn dắt chúng ta cứ tạo ra những cái nghiệp thiện, nghiệp bất thiện để chi? Tái sanh đời sống này, đời sống khác. Đó là cái chỗ này là chúng tôi đang nói về cái gì? Chúng tôi đang nói về có người thì chấp cái thân này, có người thì chấp về những cái cảm thọ. Đó, đó giờ quý vị xét lại đi. Quý vị xét lại đi, nếu quý vị ở trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta đó, chúng ta chấp về cái gì? Chúng ta chấp về cái hạnh phúc và đau khổ. Có nghĩa là cái cảm thọ đó quý vị. Đó, hay là chúng ta chấp về cái thân này. Thôi bây giờ có đau khổ hay có hạnh phúc gì kệ nữa, miễn sao cái thân của tôi nó đẹp được rồi. Cái thân của tôi tóc nó cũng đẹp, mà cái thân hình cũng đẹp, cái dáng già vậy chứ cái dáng cũng còn vẫn còn như xưa rồi này kia đó. Thì là chúng tôi muốn đang ở cái chỗ này, chúng tôi muốn phân tích nhiều ở trong cái bài học ngày hôm nay. Chúng tôi muốn phân tích nhiều về là có tại sao mà có thân thọ tâm pháp, tại sao mà chúng ta phải chọn cái đề mục chúng ta tu tập, là có nghĩa là do cái cơ tánh của con người, thành ra chúng ta phải chọn về cái cơ tánh, chọn đúng cái đề mục để mà mình, tôi chỉ giới thiệu cái phần đầu vậy thôi đó. Cái vậy thì có người thì chấp về cái thân này, thành ra nó mình kia nghiệp thiện nghiệp bất thiện. Rồi có người ta chấp về cái cảm thọ, cái cảm thọ là khổ, Đức Phật nói là thọ là vô thường, là khổ. Nó mà mình sao, mình nghĩ là nó đem lại cái lạc thú, nó đem lại cái vui thú, nó đem lại cái lạc thú cho mình đó, chứ mình không có thấy cái khổ, cái khổ của cảm thọ. Nó mới sáng này mình vui vui cảm thọ, sáng này mình thấy nó khỏe trong người rồi này kia, tới chiều nay là mình thấy nó mệt mỏi, nó đủ thứ rồi đó. Thành ra mình không có biết được cái điều này, mà mình cứ đi tìm cái thọ ở chỗ này, cái thọ ở chỗ kia đó. Rồi cái trường hợp thứ ba, có người á, người ta chấp vào cái tâm, người ta chấp vào cái tâm, có nghĩa là cái tâm á, nó là vô thường, tâm nó sinh diệt. Cái trạng thái của tâm là gì? Cái trạng thái của tâm là sanh diệt một cách liên tục, sanh diệt một cách liên tục. Mà nó sanh diệt một cách liên tục nó là gì? Nó là vô thường đó. Nhưng mà có những người á, người ta không có tin rằng nó là vô thường, mà người ta bị một cái ảo tưởng nào đó, một cái ảo tưởng nào đó để làm cho người ta có cái, cũng như là người ta nghĩ rằng là cái tâm này nó luôn luôn nó tồn tại, nó luôn luôn nó tồn tại. Thành ra cái người này là coi như là người ta bị vướng vào, người ta vướng vào cái chấp về cái tâm này, từ đó nó mới sanh ra, từ đó nó mới sanh ra tà kiến, từ đó nó mới sanh ra tà kiến đó. Rồi có người á, thì không có chấp về cái thân, không có chấp về những cái cảm thọ, không có chấp về cái tâm, mà người ta chấp về cái pháp, chấp về cái pháp. Có nghĩa là các pháp á, là chúng ta thấy rằng Đức Phật nói là các pháp nó làm sao quý vị? Nó vô ngã, nó vô thường, nó vô ngã. Mà mình sao? Mà mình lại có một cái ảo tưởng á, mình tin rằng là nó bền vững, nó có cốt lõi. Cái gì mình cũng nghĩ ở trong cái, mình nhìn cái gì cũng thấy nó cốt lõi á. Thật sự ra đó, quý vị thấy không? Khi mà mình học về vi diệu pháp á,
Mình thấy cái tâm, một cái tâm mà nó sanh lên đi, quý vị mà chia chẻ ra hết rồi, là cái tâm tham, là tâm tham rồi á, nó có những cái thuộc tính xúc thọ tưởng tư định mạng quyền tác ý tầm tứ thắng giải gì đó, rồi tham tà kiến, tham si vô tàm vô quý phóng vật đồ này kia. Khi mà chúng ta phân tích ra được thì nguyên một cái nhóm đó nó gom lại chung thì chúng ta mới gọi nó là tâm tham. Nhưng mà khi mà chúng ta mổ xẻ nó ra hết rồi đó, mà chúng ta mổ xẻ nó ra hết rồi đó, thì nó đâu có còn gì. Quý vị thấy rằng nó không có một cái cốt lõi gì trong đó. Mà ở trong những cái bài kinh khác đó, Đức Phật nói giống như là cái một cái cây chuối đó, mình cứ lột cái bẹ này ra, lột cái bẹ này ra, lột riết rồi nó hết. Chứ nó không có một cái lõi gì ở trong đó, nó không có một cái cốt lõi gì ở trong đó hết. Thành ra đó, các cái pháp này á, là nó là vô thường. Mà hãy mà cái gì mà nó vô thường, nó khổ là nó khổ, mà nó khổ quá thì nó là vô ngã đó. Thành ra đó, có người thì người ta sẽ tin rằng cái cõi này nè, có một cái cõi nào đó đó vĩnh hằng đó. Quý vị thấy có những người đó nghe giảng lên cõi gì cõi Di Đà đó, có chim nói pháp, rồi có này có kia, nó được tồn ở trên đó đó, rồi mình phái, mình thích mình phái đó, thì lâu ngày thì nó vướng, lâu ngày thì nó vướng vô những cái tà kiến đó đó. Thành ra đó, quý vị thấy rằng là đối với cái con người của chúng ta đó, nếu mà có những cái chúng sanh là mình thích về cái thân và mình thích về cái thọ, có nghĩa là chúng tôi thì có những cái chúng sanh, ví dụ như giờ chúng tôi đi, chúng tôi thích cái thân này của mình, ước gì mà mình tu chứ mình cũng tập thể dục để cho mình có thân hình sáu múi rồi ha, rồi cái cảm thọ mình cũng có được cái sự hạnh phúc đồ này kia, là mình cũng đẹp đẹp rồi cũng hạnh phúc, thì đó là chúng ta thấy rằng là mình bị vướng vào, chúng ta bị vướng vào cái thân và cái thọ, chúng ta bị chấp vào cái thân và những cái cảm thọ. Thì cái thân và cái cảm thọ này nè, nó là mình hưởng thụ, tham, thích, thích về cái sự hưởng thụ. Thành ra đó, đối với để mà loại cảm thụ hưởng thụ này, cái sự mà chúng ta muốn hưởng thụ này nè, thành ra đó mới gọi là có cái người mà học chậm tánh tham đó. Thành ra chúng ta mới tu tập những cái gì mà nó thuộc về mà bất tịnh xấu xí đó đó. Thành ra qua rồi, bây giờ chúng tôi gom lại cho quý vị nè, chúng tôi gom lại cho quý vị nè đó. Thì ở trong đời sống bây giờ đó, chúng ta ngồi chúng ta quán xét lại coi, chúng ta quán xét lại coi là chúng ta thích, chúng ta thích về cái thân này, chúng ta cũng thích về những cái cảm thọ, những cái cảm giác gì đó, chúng ta cũng hằng mơ ước được như vậy, được như vậy, rồi chúng ta cũng nhìn lại cái thân của chúng ta, chúng ta cũng nghĩ là mình nói gì chứ. Quý vị thật sự ra đó, chúng tôi nói nhiều về cái này á, thì để chi, để cho chúng ta biết rằng là mình phải chấp nhận là mình rất là ham thích cái thân này. Quý vị thấy không, mấy người cùi mà người ta cũng thương cái thân người ta vậy. Mình á, bây giờ á, mình khỏe như vậy nha, thử mà nói mà mình giờ mà mình ung thư cho mình chết cho rồi chứ sống làm chi. Nhưng mà hỏi bị người ung thư là chịu chết không, sao chịu, trời ơi, người ta cũng liên tiếp với cái cuộc sống này lắm chứ bộ, liên tiếp lắm. Thật ra nó, chúng tôi thật sự ra quý vị biết có những cái đêm mà tự nhiên nửa đêm mà mình bị sốt quý vị, mình sốt nặng rồi mình nghĩ là chắc là coi như là mình chết đêm nay quá. Lúc đó quý vị biết không, mình tự nhiên ở trong tâm mình nuối tiếc là mình chưa có sắp xếp được cái chuyện này chuyện kia, mình chưa có nói được cái này với cái kia với người nhà với người thân mình đồ này kia vân vân, thì tự nhiên cái lúc đó mình cảm thấy mình tiếc nuối, tiếc nuối đó. Thành ra quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống này đó, chúng ta do chúng ta thích cái thân này, chúng ta thích về cái cảm thọ,
Thành ra từ đó nó dẫn đến là chúng ta có cái sự mà muốn hưởng thụ. Thành ra cái sự muốn hưởng thụ đó, nó là cái gì quý vị? Nó là tham. Nó là tham. Thành ra đó, rồi chúng ta biết được là chúng ta là cái người mà chậm lục, mà mình có cái tánh, rồi mình có cái tánh mà tham này nè, mình phái hưởng thụ lắm, mình phái cái thân này lắm. Thành ra là mình biết mình có tham rồi, mình có cái tham rồi. Nhưng mà mình thì học quá chậm, mình học quá chậm. Thành ra mình phải tu tập về cái đề mục mình niệm thân. Mình phải tu tập về cái đề mục niệm thân. Mình niệm thân á, thì lúc đó quý vị thấy rằng bây giờ á, mình niệm tóc lông móng răng da, mà bây giờ quý vị đọc, mà thí dụ quý vị đọc da, hoặc là mình nhìn lại cái da của mình coi, mình thấy thật sự ra giờ mình ráng mình nhìn kỹ coi, mình thấy nó đâu có sạch, nó đâu có sạch. Hoặc là tóc, bây giờ mình nói tóc nó đẹp thiệt, nhưng mà mình nhìn kỹ ra nó đâu có sạch quý vị. Đi ra ngoài đường cái là nó bị bụi liền, bước ra ngoài cái là bụi nó dính liền. Thật sự ra có nhiều khi mình tắm rửa, mình gội đầu cũng sạch rồi, nhưng mới vừa bước ra ngoài tí xíu là mình thấy cái mùi nó đổi khác liền. Đó, thành ra mình biết được là mình học chậm mà thuộc về tánh tham nữa. Thành ra chúng ta tu tập về cái đề mục mà thân bất tịnh. Thân bất tịnh, chúng ta sẽ biết, chúng ta sẽ thấy được nó vừa bất tịnh mà nó vừa xấu xí nữa. Thành ra đó, thành ra chúng ta mới làm cái đề tài căn bản, cái đề tài căn bản cho chúng ta tu tập đó. Rồi đối với còn cái người mà thí dụ như là cái người mà người ta học nhanh mà cái tánh cũng thuộc về cái tánh tham, người ta học nhanh thuộc về cái tánh tham, thì nhưng mà người ta cũng bị vướng gì quý vị, bị vướng vô những cái cảm thọ, người ta cũng bị vướng vô những cái cảm thọ. Cảm thọ mình muốn hưởng thụ, mình muốn hưởng thụ, chúng ta rất là muốn được được hưởng thụ. Thành ra đó, cái người này phải tu tập về cái đề mục niệm thọ, về cái đề mục niệm thọ, để chỉ bị để cho chúng ta cảm thấy chúng ta nhàm chán ở trong cái cảm thọ. Bây giờ nó tự nhiên hồi nãy thì nó rất là hăng hái, nó hăng hái tu tập, hăng hái nghe pháp. Tự nhiên bây giờ mình thấy sao mình nó chán chán, không biết là nó mệt cái gì trong người nó chán chán. Đó, thành ra chúng ta thấy rằng những cái cảm thọ này nó thay đổi một cách liên tục, một cách liên tục. Đó, thành ra chúng ta ghi nhận được cái cảm thọ. Thành ra mới nói rằng là cái người mà học nhanh mà thuộc về cái tánh tham thì người ta tu tập về cái đề mục mà niệm thọ được, nó tức rất là thích hợp. Đó, bây giờ ngay từ bây giờ quý vị cứ xét lại coi cái bản tánh của mình nhanh hay là chậm, mà nó nặng về tham hay là nó nặng về tà kiến. Đó, thành ra đó, rồi đối với cái người mà học chậm mà thuộc về cái tánh tà kiến thì người ta quán tâm nó đơn giản, nó đơn giản hồi nãy như chúng tôi nói, mình cứ là coi là mình quán lại ở trong tâm mình có tham hay là không có tham, có sân hay là không có sân, rồi tâm mình có thiền hay là không có thiền. Đó, đó, thành ra đó quý vị thấy nó thích hợp không? Cái người mà học chậm mà thuộc về tánh tà kiến, đó, thành ra đó chúng ta tu tập như vậy. Đó, rồi cái người mà người ta mà học nhanh mà thuộc về tánh tà kiến, học nhanh mà thuộc về cái tánh tà kiến á, thì quý vị thấy rằng á, cái người này á, coi như là người ta phải mình giảng cho người ta nghe đồng, đối với do có các căn rồi có các cảnh, thành ra nó có cái sự gặp mặt nhau, thành ra xúc nó sanh lên rồi lúc đó cảm thọ nó sanh lên, thì cái người mà cái người ta thích hợp coi như là chỉ tu tập người ta theo người được, người ta áp sát vô cái kiến thức đó được, người ta áp sát vô cái đề mục đó được, thành ra đó cái từ từ đó, người ta sẽ loại bỏ được cái tà kiến, người ta từ từ người ta loại bỏ được những cái yếu tố đó. Đó, thành ra đó quý vị thấy rằng đối với những cái người nào
mà người ta bị vướng vào những cái pháp tà kiến, thì thường thường quý vị, nếu mà quý vị có theo những cái khóa thiền những cái khóa thiền là chúng ta thấy rằng là các vị thiền sư sẽ dạy cho cái người đó là tu tập về cái đề mục niệm pháp. Quý vị biết hồi trước chúng tôi, khi mà chúng tôi ở bên Thái Lan, chúng tôi muốn vô được tu tập được cái khóa kinh, mà cái khóa mà tu tập về cái bài kinh tứ niệm xứ này. Lúc đó đó quý vị biết không, những cái vị ở bên Thái Lan là bắt chúng tôi là phải làm một cái mâm đèn, một cái khai lễ đó quý vị, là ở trên cái khai lễ đó, đó là để là đèn cầy nè, bông hoa nè, rồi nhang đèn nè, rồi vô phải đọc cái câu đó, đọc cái câu đó để mà được được thọ trì pháp, có nghĩa được học pháp với cái vị đó. Quý vị biết rằng thì thật sự ra đó quý vị thấy rằng là coi như là cái người đời sau này đó, người ta chế ra cái nghi lễ nó nhiều, người ta chế ra cái nghi lễ nó nhiều quý vị. Chứ thật sự ra như giờ quý vị mình coi kỹ lại ở trong bài kinh tứ niệm xứ, quan trọng là cái gì? Quan trọng là cái người đó cái cơ tánh như thế nào để mà chọn cái đề mục tu tập, chọn cái đề mục đó tu tập cho nó thích hợp. Mà những cái đề mục này đó là cái mục đích đó là để loại trừ tà kiến tham ái, loại trừ tà kiến tham ái. Thành ra có nhiều khi mà chúng tôi nghĩ là ở đó đó người ta làm những cái nghi thức đó, nó cũng nhiều quá. Quý vị biết hồi lúc trước mà chúng tôi được tham gia vô cái khóa ngắn hạn một tháng này đó, là quý vị biết rằng là coi như là giống như là mình phải nhờ những cái người Thái, người ta năn nỉ, người ta xin cho mình á, rồi mình phải giống như là làm cái nghi thức là cũng như là nhập môn vậy đó, cầu pháp một cách mà thành khẩn. Nó thành ra đó bây giờ chúng tôi mới biết được, những cái gì mà nó thuộc về cái tánh người để mà chúng ta tu tập. Thì vậy thì quý vị thấy rằng là đối với bốn cái đề mục này, thì chúng ta tu tập bất cứ một cái đề mục nào nó cũng nhằm cái mục đích là để mà dẫn chúng ta đến cái sự giác ngộ, dẫn chúng ta đến cái sự giác ngộ, cũng như là một cái thành đô, một cái thành phố đó, nó có bốn cái cổng để mà đi vô. Thì quý vị đi bằng cái hướng đông cũng đi vô ở trong cái thành đó, mà đi bằng hướng tây, đi hướng nam, hướng bắc gì cũng vậy, rồi cuối cùng cũng vô cái thủ đô đó, cũng vô cái thành phố đó. Đó thì cũng vậy, chúng ta tu tập niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, thì cuối cùng cái mục đích cuối cùng là cũng dẫn đến cái sự giải thoát. Nhưng mà do cái cơ tánh của mỗi người nó đều thích hợp, nó thích hợp với cái đề mục nào thì chúng ta tu tập theo cái đề mục đó. Vậy thì hôm nay đó, chúng tôi như lúc đầu chúng tôi đã thấy rồi, chúng tôi đã nói với quý vị cái room pháp cú này đó, cái room pháp cú này của chúng ta đó thì giống như là một cái ngôi nhà, một cái nhà vậy đó. Thành ra chúng ta sẽ học từ từ quý vị, chúng ta sẽ học từ từ, chứ nếu mà giảng về thân quán niệm xứ là niệm hơi thở, niệm đại quay nghi, tứ tiểu quay nghi đầu rồi kia đó, thì mình giảng lướt qua thì nó cũng ổn. Thành ra chúng tôi muốn giảng cho quý vị từ từ, giống như chúng ta vừa nghe, để mà chúng ta có cái kinh nghiệm, rồi chúng ta sẽ tìm cái đề mục nào đó thích hợp để mà chúng ta tu tập, chúng ta làm cái hành trang. Thành ra đó chúng tôi sẽ giảng rất là cũng như là một cái bài học như vậy đó, chúng tôi chia ra để cho quý vị, cũng như là quý vị dễ hiểu, quý vị dễ nghe, rồi quý vị có duyên thì quý vị cứ thực hành theo cái đề mục mà nó thích hợp với cái cơ tánh của mình, chứ chúng tôi không có giảng mà lướt qua tứ niệm xứ gồm có cái gì, chúng tôi không có giảng lướt qua, chúng tôi giảng từ từ. Mong quý vị cũng quan hỷ với điều này với chúng tôi. Thật ra đó thì
Hôm nay chúng tôi ở trên chánh điện, chúng tôi xuống sớm tí xíu là chúng tôi cũng rất là hăng hái với cái bài học này để mà chia sẻ đến tất cả mọi người. Chúng tôi cũng mong rằng đây là cái phước báo, để cái duyên lành để trợ cho chúng tôi sau này sớm đắc được đạo quả giải thoát. Bây giờ thì không còn thời gian nữa, nên chúng tôi xin được dứt lời. Với cái phần phước này xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng, và xin chia cái phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Mong quý ngài quý vị được an vui tấn hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gotama, và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên ngự trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên vua trời Đế Tích, chư thiên tứ đại thiên vương, các vị chư thiên ngự xung quanh nơi chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị, luôn cả các vị Long Vương, Càn Thất Bà, Ngã Quỷ Atula, những chúng sanh Dạ So, những chúng sanh Phước Mặt Quốc Mài, chư thiên chúa Diêm Dương, chư vị thầy tổ đã quá giảng nhiều đời nhiều kiếp hoặc trong hiện tại này, mong quý ngài quý vị hưởng được phước này để được an lạc lâu dài. Nam mô Bụt Thà Giá. Dạ, sa thú, sa thú. Chúng con kính tri ân đầy đức Pháp Tính đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ, để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân đại đức, và con kính thỉnh thường tọa minh hạnh chúc phúc cho chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng bích đến sư. Tu sắp bà mang lăng rạc hành tu sắp bà đê và ta sắp bà bút đà nữ phá quê nữ sá đà sá thi phô văn tu tê và quá tu sắp bà mang lăng rạc hành tu sắp bà đê và ta sắp bà thăm mà nữ phá quê nữ sá đà sá thi phô văn tu tê và quá tu sắp bà mang lăng rạc hành tu sắp bà đê và ta sắp bà sáng khá nữ phá quê nữ sá đà sá thi phô văn tu tê. Tất cả phương pháp có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú làm thay, chúng con kính tri ân thượng tọa minh hạnh đại đức Pháp Tính, đại đức Tịnh Đạt cùng chư Tôn Đức đã vào râm chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Ya ne wa ta santi vihara wa si ni thu pe ga re bo thi ga re ta hin ta hin ta tham ma đa đề na pa quan tu bu chi ta so thiền ca ron tuệ tha vi hà ra măng đa lê thề ra cha ma cha na wa ca cha vi ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha is sa ra sa pa na pu ta su ki ta pa quan tu tê cha la bu cha ye pi cha an da sam pa wa sam se da ya ta a tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma wa răng pa ti cha te sap pe pi duk kha sa kha run tu sang kha yang tha tu chi răng sa tăng tham mô tham ma tha ra cha mút ca na sang khô hô tu sa mắc vô wa Atha ya cha hi ta ya cha am he rat kham tu sắc thẩm mô sắp bê bi thầm ma cha ri no vút thêm sâm pa phu ni ya ma thầm ma ri ya mau quê đi tê. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào đúng nghe pháp. Mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào room học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm dân xin xuống mic.